Tôi nhận ra rằng nhận thấy rằng là cái việc ECB giữ nguyên quan điểm về việc là nới lỏng tiền tệ thì cũng là một cái thông tin tích cực đối với cả cái thị trường chứng khoán của Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính toàn cầu nói chung. Và về cơ bản thì trong thời gian tới thì chúng ta vẫn chưa phải quá là lo ngại về cái vấn đề lạm phát. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn biết rằng là ECB thì là cũng sẽ là nhìn theo cái hành động của Fed để có thể là action, nghĩa là hành động những cái hành động của mình trong tương lai. Cho nên là thành ra là cái điều quan trọng hơn của cái việc theo dõi diễn biến lạm phát và lãi suất lần này thì đấy là chúng ta sẽ phải chờ những cái cuộc họp tiếp theo của Fed sắp tới để có thể là đưa ra được những cái quyết định đúng đắn hơn. Vâng. Dạ vâng, và đó là tin tức nổi bật trong chương trình ngày hôm nay. Và ngoài ra thì chương trình của chúng tôi vẫn gồm nội dung gồm 5 phần. Phần đầu tiên đó là chúng tôi sẽ cập nhật về thông tin vĩ mô. Phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Phần thứ ba là về kênh cổ phiếu. Phần thứ tư là kênh tài sản khác. Và phần cuối cùng là câu chuyện đầu tư. Sau đó thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp và giao lưu cùng quý nhà đầu tư. Chính vì vậy, quý nhà đầu tư đừng quên để lại câu hỏi ở dưới comment để cuối chương trình chuyên gia của chúng tôi sẽ quay lại giải đáp ạ. Và phần đầu tiên của chúng tôi đó là về thông tin vĩ mô, đó là khủng hoảng thiếu điện, Trung Quốc áp khung giá trần cho than. Thì Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc công bố kế hoạch thiết lập cơ chế khung giá trần nhằm bình ổn giá than sau thời gian dài tăng nóng do tình trạng thiếu điện ở Trung Quốc. Hợp đồng tương lai than ở Trịnh Châu đã giảm hơn 27% sau khi kế hoạch trên được thông báo. Và tình trạng khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc do áp lực từ mục tiêu giảm phát thải và mức sử dụng điện sau COVID-19 lớn hơn dẫn đến nhu cầu than phục vụ cho sản xuất điện tăng vọt. Và khi mà nhiệt điện than chiếm đến hơn 60% sản lượng điện tiêu thụ ở Trung Quốc thì lệnh cấm vận than tại Úc càng khiến cho nguồn cung than ở Trung Quốc gặp vấn đề, khiến cho giá than bị đẩy lên quá đà. Dự kiến là mức giá trần mới sẽ giữ giá than tối đa ở mức 528 nhân dân tệ, tương đương với 82 USD trên tấn than. Và trong ngắn hạn thì các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu than sẽ chịu ảnh hưởng khi mà giá than đầu ra bị áp trần. Và ở chiều ngược lại thì các ngành sử dụng đầu vào là than như luyện kim, nhiệt điện, xi măng sẽ cải thiện biên lợi nhuận nhờ giá đầu vào giảm ạ. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì chúng ta cũng biết là cái việc là một chính phủ mà họ áp cái trần mức giá của hàng hóa vật liệu cơ bản thì cũng không phải là cái chuyện là lần đầu tiên xảy ra. Chúng ta cũng đã từng thấy là cái việc là tăng giá thịt lợn hồi xưa ở Việt Nam hay là cái việc là đặt cái mức trần giá thép thì những cái yếu tố này thì nếu mà chúng ta quan sát trong quá khứ thì đều thấy rằng là nó có làm hoãn lại cái đà tăng của cái giá nguyên vật liệu và có thể là cái giá nguyên vật liệu cũng sẽ không thể nào tăng nóng trong thời gian tới nữa. Tuy nhiên là để mà cái giá nguyên vật để dựa vào những cái thông tin này mà chúng ta nghĩ rằng là giá nguyên vật liệu, cái mặt bằng giá nguyên vật liệu nó sẽ bị giảm mạnh thì sẽ không và nó sẽ không khả thi. Tại vì do là chúng ta đều thấy là cái sau khi mà cái đợt mà ví dụ như nhà nước mà áp cái giá trần cho cái giá thịt lợn hay là muốn kiểm soát giá thịt lợn thì cũng không thể nào mà ngay lập tức là giá nó giảm. Và ngoài ra nữa thì là sau khi áp xong thì giá thịt lợn vẫn duy trì ở mức là tương đối là cao so với trước đây, chứ nó cũng không về cái vùng đáy trước cái vùng mà tích lũy hồi xưa của nó nữa. Và chính vì như thế cho nên là thành ra là những cái cổ phiếu mà liên quan đến việc xuất khẩu than thì chắc chắn là trong thời gian tới thì có thể là lợi nhuận là cũng sẽ là không còn có nhiều cái đà tăng trưởng cao như hồi xưa, nhưng mà cũng sẽ không ngay lập tức chuyển biến xấu. Dạ vâng, và tin tiếp theo, tin thứ hai trong phần thông tin vĩ mô, đó là động lực lớn tăng trưởng cuối năm là đầu tư công. Và trong tháng 10 thì vốn đầu tư được thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tăng 18,6% so với tháng 9. Và điều này cho thấy các dự án đầu tư công đã được thúc đẩy triển khai tích cực hơn sau thời gian giãn cách xã hội. Và nếu như tính lũy kế 10 tháng thì tổng vốn đầu tư được thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 318,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch năm, cho thấy chỉ còn 2 tháng cuối năm để hoàn thành hơn 35% kế hoạch đầu tư công. Và áp lực đầu tư công cho cuối năm là rất lớn, đồng thời tạo nên kỳ vọng hoạt động đầu tư công sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn hậu dịch COVID-19 lần thứ tư. Và khi mà dư địa cho chính sách tiền tệ không còn nhiều với mức lãi suất đang ở rất thấp, các chính sách tài khóa sẽ là động lực để phát triển kinh tế. Vì vậy mà tiến độ đầu tư công sẽ được đặc biệt chú ý hơn nhằm tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Vâng, đối với cả cái việc đầu tư công này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nhóm xây dựng họ sẽ được hưởng lợi. Ngoài ra nữa thì cũng cái việc đầu tư công thì nó cũng sẽ giúp cho là việc là tăng trưởng thêm cái nhu cầu về cái vật liệu xây dựng ở trong nước. Và ngoài ra nữa thì là những cái nhóm mà bất động sản mà nếu mà quỹ đất của họ là được hưởng lợi khi mà đầu tư công hoàn thành thì cũng sẽ được hưởng lợi theo. Thì bất động sản mà được hưởng lợi nhờ đầu tư công thì có thể là kể đến là cả bất động sản khu công nghiệp cũng như là bất động sản nhà ở. Bất động sản nhà ở thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là mở đường lớn hay là xây những cái cây cầu thì sẽ khiến cho cái mặt bằng giá ở quanh khu đấy nó sẽ tăng thêm. Và nếu mà bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta cũng sẽ thấy cái đợt tăng nóng vừa rồi của những cái khu công nghiệp mà nó liên quan đến cái vị trí ở gần sân bay Long Thành. Thì chúng ta cũng biết rằng là đầu tư công thì ngoại trừ cái sân bay thì và đường xá và cầu thì còn có cả cảng biển nữa. Thì thành ra là những cái khu công nghiệp mà gần vị trí cảng biển thì cũng có thể là sẽ được hưởng lợi ạ. Dạ vâng. Và đến tin tiếp theo của phần thông tin vĩ mô chúng tôi có đề cập đến trong tuần này, đó là hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng. Và sau 10 tháng thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 537,3 tỷ USD, gần bằng mức 543,9 tỷ USD của năm 2020. Xuất khẩu tháng 10 đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ, nâng tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng lên là 267,9 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. Và nhập khẩu tháng 10 thì đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ, nâng tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng lên 269,4 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Và tín hiệu tích cực trong tháng 10 cho thấy Việt Nam xuất siêu trở lại 1,1 tỷ USD, cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu đang dần phục hồi sau quý 3 khó khăn vì giãn cách xã hội và hoạt động cầm chừng do dịch COVID-19 lần thứ tư, và kỳ vọng tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu cho cuối năm thông qua tận dụng các FTA để nâng kim ngạch xuất khẩu. Vâng, đối với cả cái xuất khẩu này thì chúng ta đều biết là có cái điện thoại, linh kiện điện tử và điện tử và máy tính là những cái mặt hàng mà xuất khẩu nhiều nhất. Tuy nhiên thì những cái mặt hàng này thì chủ yếu sẽ là những cái doanh nghiệp FDI và không có niêm yết trên sàn, và thành ra là những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi nhất từ cái xu hướng xuất khẩu này sẽ chính là những cái doanh nghiệp dệt may hay là những doanh nghiệp gỗ và giày dép thủy sản. Thì ở trên sàn thì chúng ta đều thấy là các doanh nghiệp dệt may thì đợt vừa rồi vì ảnh hưởng bởi Covid cho nên khiến cho họ là không khiến cho cái việc là nguồn cung cấp cái cung cấp hay là cái sản lượng của họ là bị sụt giảm bất ngờ vì cái tình hình dịch, cho nên là thành ra là dệt may lại không phải là cái ngành mà đang sáng nhất hiện tại ở trong cái lĩnh vực này, mà nó lại là liên quan đến cái nhóm là gỗ và thủy sản, vì những cái nhóm này thì sẽ cần lao động ít hơn và vùng nuôi hay là cái vùng mà khai thác của họ thì lại không ở các khu vực ở gần thành phố như là Hồ Chí Minh hay Hà Nội, thì thành ra là khiến cho là cái nhóm này là đang hấp dẫn hơn so với cả dệt may. Dạ vâng, và đó là chúng tôi đã đi xong phần thông tin vĩ mô trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Đó là 9 tháng năm 2021 thì lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh. Theo Ngân hàng Thế giới thì năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 17,2 tỷ USD, xấp xỉ 5% GDP. Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Và trong 5 năm qua, thì Ngân hàng Thế giới ước tính tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt khoảng 71 tỷ USD, tăng trưởng trung bình là 6% mỗi năm. Và tính đến hết tháng 9 năm 2021, thì kiều hối tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,1 tỷ USD, đạt 78% dự báo, tương đương là 6,5 tỷ USD. Đạt 78% dự báo của 6,5 tỷ USD, và con số này cho các tháng cuối năm vẫn tiếp tục tăng. Và trong những năm qua thì tỷ giá được kiểm soát ổn định và lãi suất tiền gửi USD còn 0%. Nhưng lãi suất tiết kiệm tiền đồng cao hơn nên người nhận kiều hối chủ yếu chuyển sang Việt Nam đồng để gửi tiết kiệm. Chính vì vậy mà kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan. Vâng, đối với thông tin này thì tôi khi mà nghe thì tôi cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình là một người Việt Nam, vì chúng ta là một trong những quốc gia mà có lượng kiều hối lớn nhất, cho nên là nhưng mà về quan điểm đầu tư thì như tôi đã nói thì là cái việc là như bạn Duyên đã nói thì là cái việc là có thêm kiều hối thì cũng sẽ giúp cho là cái việc là dự trữ ngoại tệ của chúng ta là tăng mạnh thêm, thì qua đấy là tỷ giá nó sẽ ổn định và qua đấy thì là mặt bằng lãi suất sẽ không có áp lực vì tỷ giá, mà chủ yếu là sẽ áp lực đến từ cái việc là cái lạm phát của đất nước của mình thôi ạ. Và ngoài ra thì sẽ là cái áp lực từ cái lãi suất của bên Mỹ. Dạ vâng. Và đó là chúng tôi đã đi xong phần lãi suất tiền tệ
và ngân hàng. Sau đây thì chúng tôi, quý nhà đầu tư hãy có câu hỏi, hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp các câu hỏi của quý nhà đầu tư ạ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Với tin tức đầu tiên, đó là chi phí vận tải tăng cao, thách thức của doanh nghiệp này nhưng sẽ là cơ hội của doanh nghiệp khác. Giá cước vận tải biển trong thời gian qua vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Đơn cử như chi phí vận chuyển một container 40 feet từ Thượng Hải đến New York đã tăng 186% so với cùng kỳ năm trước. Và kết quả kinh doanh quý 3 của một số doanh nghiệp trong ngành dệt may, thủy sản đã cho thấy ảnh hưởng. Nhưng ở chiều ngược lại thì việc chi phí xuất nhập khẩu tăng theo chi phí vận tải cũng đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa vươn lên chiếm lĩnh thị phần. Và ở trong slide thì chúng tôi đã để ở đây đó là kết quả kinh doanh quý 3 của hai doanh nghiệp để quý nhà đầu tư có thể so sánh. Đó là kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp ngành dệt may hay thủy sản thì cho thấy ảnh hưởng. Ở đây chúng tôi có để ANV trong quý 3 lỗ 13 tỷ sau thuế khi mà chi phí vận tải hàng bán tăng mạnh. Và bên cạnh đó thì có doanh nghiệp ở chiều ngược lại thì doanh nghiệp xuất việc mà chi phí nhập khẩu tăng theo chi phí vận tải thì cũng tạo ra cho cơ hội cho doanh nghiệp khác như là doanh nghiệp DPM thì đã tận dụng được thời cơ tăng công suất và chiếm lĩnh thị phần và ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đột biến lên tới là 350%. Và như vậy thì chi phí vận tải đường biển không ngừng leo thang trong thời gian qua đã tạo nên áp lực cho những ngành xuất nhập khẩu, đặc biệt là những doanh nghiệp có chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng là cơ hội cho một số doanh nghiệp nội địa khác gia tăng thị phần và hoàn toàn bứt phá về kết quả kinh doanh. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì chắc có lẽ là cái việc là cái thay đổi cái liên quan đến việc vì sao mà DPM có cái lãi lớn còn ANV thì lại là giảm lãi. Thì tại vì do là chúng ta đều biết là cái mặt bằng giá của thủy sản của ANV thì nó không tăng mạnh như cái mặt bằng giá phân bón được vừa rồi của DPM. Thì cái điều này là nó đã khiến cho cái việc là cái tăng cước giá container lên thì lại làm ảnh hưởng nhiều hơn đến ANV. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thời gian sắp tới thì có thể là cái thủy sản là có thể là có những cái cơ hội mới mà quý nhà đầu tư là có thể theo dõi thêm cái thông tin này ở cái chương trình vào chiều thứ tư tuần này của chúng tôi. Và đối với cả cái thông tin về giá cước thì tăng lên là bởi vì do là liên quan đến việc là bị giãn cách Covid cho nên thành ra là cái việc vận chuyển nó khó khăn hơn. Ngoài ra nữa thì một cái đường vận chuyển khác thay thế cho đường biển, đấy chính là đường hàng không, là gần như là hoàn toàn là bị đóng. Thì nó cũng đã khiến cho cái giá cước tăng lên. Thì thời gian tới đây thì là chúng ta đã hết giãn cách xã hội, thì qua đấy thì là chúng tôi kỳ vọng rằng là giá cước nó sẽ giảm. Thì qua đấy là những cái doanh nghiệp thủy sản như ANV mà bị ảnh hưởng thì sẽ là có hai sự phục hồi, từ cả giá cước cũng như là từ cả về cái giá của thủy sản nó có thể tăng. Dạ vâng, và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến mã cổ phiếu GAS, tiềm năng tăng giá từ đà tăng giá năng lượng. Đó là GAS có công bố lợi nhuận dòng quý 3 năm 2021 tăng 19,5% so với cùng kỳ lên 2.417 tỷ đồng. Và lũy kế 9 tháng năm 2021 thì doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận dòng tăng 9,5% so với cùng kỳ lên 6.709 tỷ đồng. Và tăng trưởng về kết quả kinh doanh quý 3 chủ yếu nhờ giá năng lượng tăng vọt và việc tiết giảm chi phí bán hàng. Như vậy thì chúng tôi dự báo giá dầu có thể tiếp tục xu hướng tăng cho đến năm sau và kỳ vọng là kho cảng LNG Thị Vải dự kiến đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2022 sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong dài hạn. Vâng, đối với cả cổ phiếu này thì trước đây thì chúng tôi cũng đã có làm một cái số cổ phiếu 360 độ về cổ phiếu gas và chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là cái mặt bằng giá dầu thì trong thời gian tới là cũng sẽ chưa thể giảm ngay, mà có thể là tăng hay không thì cũng không rõ, thì cũng không chắc. Tuy nhiên là cũng sẽ duy trì ở cái mức này ở một thời gian tương đối lâu, và cái việc chỉ cần duy trì ở cái mức này thôi thì cũng sẽ khiến cho gas là có thể là có tăng trưởng lợi nhuận tương đối là tốt trong cái thời gian tới, trong vòng 3 năm tới. Bởi vì nhờ cái việc là cái mặt bằng giá là ở mức tốt và ngoài ra là có những cái dự án mới, ví dụ như là cái dự án khí LNG. Dạ vâng. Và tuần này thì chúng tôi sẽ cập nhật về hiệu quả của danh mục tăng trưởng tính đến ngày 29 tháng 10 năm 2021. Thì tính từ đầu năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 10 thì lợi suất của danh mục tăng trưởng đạt 58,2% so với VN Index là 28,9%. Và
lợi suất của doanh mục tăng trưởng là đạt là 52,6% so với VN Index là 28,9% và tỷ suất lợi nhuận kép tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hiện tại là đạt 30,8%, vượt trội hơn so với VN Index là 15,5%. Ngoài ra thì để nhận được những danh mục của chúng tôi thì quý nhà đầu tư hãy tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để có thể cập nhật thông tin về danh mục hàng tháng ạ. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh tài sản khác. Tuần này kênh tài sản khác của chúng tôi có đề cập đến kênh bất động sản với tin tức là Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến tăng giá một số loại đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trình đề xuất tăng giá với một số loại đất trên địa bàn tỉnh và thời gian áp dụng dự kiến là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Và các loại đất dự kiến tăng giá gồm có đất nông nghiệp, đất ở, thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất bổ sung các tuyến đường, điều chỉnh cấp loại đường. Và như vậy thì chúng tôi đánh giá chi phí đất là một trong những chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành bất động sản. Và với việc mà giá đất tăng, giá bất động sản thị trường Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng theo. Và các doanh nghiệp với quỹ đất được hình thành trước đó như HDC, SSC thì sẽ được hưởng lợi từ việc giá bán cao hơn trong khi giá vốn không đổi. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì tôi cũng muốn lưu ý quý nhà đầu tư đấy là chúng ta không nên nhìn cái thông tin tích cực như vậy và chúng ta nghĩ rằng là tất cả các cơ hội đầu tư tại thị trường Bà Rịa Vũng Tàu thì nó sẽ đều là hấp dẫn, tại vì do là như bạn Duyên đã chia sẻ thì cái giá đất nó cũng rất là cao, chiếm tỷ trọng rất là lớn trong cái giá thành, cấu tạo nên cái giá vốn của doanh nghiệp trong cái lĩnh vực bất động sản. Và những doanh nghiệp hiện tại nếu mà trong quỹ đất của họ có ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu nhưng lại chưa giải phóng xong mặt bằng thì sẽ khiến cho cái việc là chi phí giải phóng mặt bằng trong thời gian tới là sẽ bị tăng. Và qua đấy thì và khi chúng ta đều biết là cái việc là giá tăng lên thì nó cũng không quá là hấp dẫn với doanh nghiệp, thì có thể là sẽ khiến cho doanh nghiệp là delay hay là tạm hoãn lại cái việc là triển khai dự án. Thì một số doanh nghiệp thì chúng ta ví dụ như bạn SSC thì cũng có thể là đã giải phóng được tương đối rồi. Tuy nhiên là những cái doanh nghiệp mà liên quan đến nhà ở thì quý nhà đầu tư là cần phải lưu ý nhìn kỹ hơn ở trong cái dự án của họ là đã được giải phóng mặt bằng chưa, hay là vẫn còn là đang là có nhà dân ở đấy và chưa giải phóng và mới chỉ có chủ trương đầu tư cũng như là được cái cấp về quy hoạch. Và thì những thứ đấy sẽ là những cái thứ mà chúng ta cần phải lưu ý khi đầu tư vào cái nhóm bất động sản này để tránh là bị là quá là hưng phấn đối với cả cái việc là đầu tư vào cổ phiếu bất động sản khu vực Vũng Tàu. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh tài sản khác thì chúng tôi có đề cập đến kênh vàng. Vàng sẽ hấp dẫn hơn trong quý 4. Và theo Hội đồng Vàng Thế giới thì nhu cầu vàng của Việt Nam trong quý 3 năm 2021 đạt hơn 3 tấn, giảm 50% so với cùng kỳ. Trong đó thì người tiêu dùng mua hơn 1 tấn vàng, trang sức còn lại thì là vàng miếng và tiền vàng. Và giãn cách xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này. Và tiêu dùng vàng thế giới giảm hơn 7% so với cùng kỳ, chủ yếu do quỹ ETF vàng bán ra. Tuy nhiên thì lượng vàng nắm giữ của các quỹ vẫn ở mức cao là 3.592 tấn. Và giá vàng dự báo sẽ có đợt tăng trong quý 4 do yếu tố mùa vụ, do nhu cầu trang sức tăng ở các nước châu Á cùng với lo ngại lạm phát trên quy mô toàn cầu. Và doanh nghiệp kinh doanh trang sức cũng có thể là đối tượng được hưởng lợi. Vâng, thì chúng ta đều thấy là cái giá vàng trong thời gian vừa qua là không phải là trong thời gian vừa qua mà trong vòng một năm trở lại đây là đều có xu hướng giảm chứ không có tăng. Thì cái việc là giá vàng không tăng như này là cũng một phần là bởi vì do là có rất là nhiều nhà đầu tư thì nhìn nhận là cái Bitcoin là có thể là một cái vàng thay thế cho cái vàng truyền thống, và cho nên là thành ra là nó cũng khiến, và hơn thế nữa thì là cái giá vàng thì cũng là một cái loại tài sản mà chúng ta đều biết là sẽ không phải là loại tài sản sinh lời tốt, mà là chủ yếu là để chúng ta là phòng vệ trước những cái việc là rủi ro về việc là tăng lãi suất hay là lạm phát của đồng tiền. Thì chúng ta đều thấy là cái thời gian vừa qua là lạm phát cũng khá là cao và vẫn đang tiếp tục duy trì, thì có thể là cũng sẽ kỳ vọng là cái việc là giá vàng là có thể là sẽ tăng trong quý 4 là khả thi ạ. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh tài sản khác thì tuần này chúng tôi vẫn đề cập đến kênh trái phiếu, đó là đầu tư trái phiếu cùng với dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á, đó là dự án điện gió Enam của Trung Nam Group. Và với tiềm năng tăng trưởng của năng lượng sạch thì Việt Nam định hướng điện gió, điện mặt trời sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn phát điện đến năm 2045 là 42%.
Và Trung Nam là nhà phát triển hàng đầu về năng lượng tái tạo của Việt Nam, là một trong số ít những nhà đầu tư có thể thi công hạ tầng và nhà máy điện và có lợi thế về đàm phán với nhà cung cấp thiết bị điện và nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và huy động vốn cho dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng đó là nhà máy điện gió Ia Nam, thì Trung Nam đã phát hành trái phiếu. Với các loại trái phiếu, khi quý nhà đầu tư tham gia loại trái phiếu này thì quý nhà đầu tư sẽ nhận được lợi suất đầu tư từ 9,3 đến 9,7% trên một năm, cao hơn so với lãi suất tiết kiệm, và tài sản đảm bảo có giá trị hơn 130% giá trị phát hành là dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á đã hoàn thiện pháp lý, ký hợp đồng mua bán điện. Và trái phiếu này được cam kết mua lại định kỳ và giảm thiểu rủi ro cho trái chủ. Và các loại trái phiếu của chúng tôi thì có các kỳ hạn 1 năm, 7 năm, 9 năm phù hợp với nhu cầu đa dạng của quý nhà đầu tư. Cụ thể, để biết thêm thông tin của loại trái phiếu này thì quý nhà đầu tư có thể click vào QR code mà chúng tôi có để trên màn hình để tìm hiểu thêm chi tiết về trái phiếu này ạ. Đó là chúng tôi đã đi qua 4 phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Quý nhà đầu tư có câu hỏi hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp thắc mắc cho quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần câu chuyện đầu tư. Xin mời anh Duy ạ. Vâng, câu chuyện đầu tư của tuần này của chúng tôi có tên là Hợp tác có lợi. Thì câu chuyện về cửa hàng hoa thì có một khu phố có hai cửa hàng hoa cạnh tranh với nhau. Chủ cửa hàng hoa là một chàng trai trẻ và một ông lão. Đến một ngày, ông lão muốn nghỉ hưu và quyết định bán cửa hàng của mình với giá 2 triệu yên. Chàng trai thấy cơ hội này đã đến, có thể chiếm lĩnh thị trường hoa của khu vực này. Tuy nhiên, thế khó của anh là thứ nhất là không có đủ tiền ngay lập tức. Và thứ hai thì thủ tục vay vốn ngân hàng tốn nhiều thời gian và có thể bị mua mất. Do vậy, chàng trai đã suy nghĩ và quyết định hợp tác các bên đều có lợi. Nếu anh mua cửa hàng này thì người được lợi là anh và người cung cấp cho anh. Anh liền đề xuất với bà bán hoa là nếu tôi cung cấp cho bà một hợp đồng trị giá 25 triệu yên một năm nữa, nhưng phiền bà trả giá trị hợp đồng là 0,5 triệu yên. Bà bán hoa thấy hời vì mất 0,5 triệu yên ngay bây giờ, nhưng được 25 triệu yên và bà đồng ý. Anh lại đến chỗ ông lão và đề nghị tôi sẽ đưa cho ông một cơ hội lợi nhuận 25% một năm bằng việc mua cửa hàng này với giá 2,5 triệu yên. Tôi trả trước 0,5 triệu và 2 triệu trả sau một năm nữa. Ông lão thấy hấp dẫn và đồng ý. Vậy là chàng trai có thể mua và thâu tóm mà không mất vốn bỏ ra. Ứng dụng trong đầu tư thì chúng ta có thể thấy là những mô hình kinh doanh không tốn chi phí, là những mô hình kinh doanh có thể mở rộng nhanh chóng. Những dạng mô hình này có thể tận dụng được vốn của cả nhà cung cấp và người mua. Và để đạt điều này thì nó phải có một năng lực phân phối rất là tốt. Ngược lại, mô hình kinh doanh khi tốn chi phí capex lớn sẽ mở rộng chậm và không nên đầu tư dài hạn. Cụ Warren Buffett đã nói, tôi sẽ ưu tiên vào các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tốt trước khi xem xét đến mức giá phải trả. Và cái này thì chúng ta nếu mà link với cả cái câu chuyện là về đầu tư ngay hiện tại thì chúng ta sẽ thấy những cái công ty công nghệ sẽ là những cái công ty mà có đáp ứng được cái điều này tốt nhất, hay là những cái công ty mà sở hữu những cái phần mềm hay những cái sở hữu trí tuệ mà nó có thể là tạo sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. Dạ vâng, và câu chuyện của anh Duy cũng đã dừng lại của 5 phần của chúng tôi. Và trước khi mà chúng tôi chuyển sang phần trả lời những câu hỏi của quý nhà đầu tư thì tôi xin phép được nhắc lại quý nhà đầu tư đừng quên tham gia mini game ngày hôm nay của chúng tôi để nhận phần quà có giá trị lên đến 500.000 đồng trên một tháng. Đó là gói Tomato 30 và quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí giao dịch lên tới là 666 triệu trên một tháng, tương đương với 30 triệu trên một ngày. Bằng cách đó là comment đáp án kèm thêm con số may mắn của quý nhà đầu tư. Và ngoài ra thì để nhắc lại cho quý nhà đầu tư thì ngoài chương trình La bàn thị trường của chúng tôi vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần thì chúng tôi có thêm chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này thì chúng tôi dành riêng cho khách hàng của VN Direct. Chúng tôi sẽ phân tích về mã cổ phiếu và nhận định thị trường vào lúc 15 giờ 30 thứ tư hàng tuần. Và ngoài ra chương trình thứ hai của chúng tôi đó là chương trình cổ phiếu 360 độ cổ phiếu. Chương trình này chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian diễn ra của chúng tôi sẽ là 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ tư đó là chương trình nhịp đập thị trường. Chương trình này của chúng tôi thì sẽ đưa ra nhận định thị trường, phân tích kỹ thuật các mã cổ phiếu. Đây là chương trình hàng ngày của chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ. Ngoài ra thì chúng tôi có 4 cộng đồng trên Facebook để quý nhà đầu tư có thể tham gia và cập nhật thông tin của chúng tôi một cách nhanh nhất. Thứ nhất đó là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng DWell. Thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán DStock. Thứ ba là cộng đồng
Gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DeGo. Và thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính DeLi. Và tôi có để trên màn hình đó là các mã QR code để quý nhà đầu tư có thể tiện để tham gia vào các cộng đồng của chúng tôi. Ngoài ra thì thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ tổ chức khóa học bảo an tài chính và sức khỏe đầu tư. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư hãy tham gia vào lớp học này của chúng tôi để có một cái nhìn tổng quan về sức khỏe tài chính của mình. Và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VnDirect. Tôi cũng có để mã QR code quý nhà đầu tư có thể kích vào đó để tham gia, để follow vào page của chúng tôi. Sau đây thì tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Với câu hỏi đầu tiên của nhà đầu tư Chu Thanh Thành, đó là anh chị đánh giá sao về mã GIL? Vâng, đối với cả cổ phiếu GIL thì là một cổ phiếu mà ở trong ngành dệt may và GIL thì cũng có kết quả kinh doanh là trong cái thời gian là trong vòng vài năm trở lại đây thì đều có tăng trưởng rất là tốt. Và chúng ta thấy là cái quý 1 và chúng ta có thể thấy là cái cổ phiếu này thì nếu mà chỉ là như vậy thôi thì đang là một cổ phiếu tốt và chúng ta xứng đáng để chúng ta đầu tư, nhưng mà nó lại có những cái rủi ro nhất định mà lại liên quan đến cái việc là phát hành thêm. Thì cái năm 2020 thì GIL đã bán ưu đãi với tỷ lệ là 21 là giá 15.000 đồng một cổ phiếu, và thời điểm đấy thì cái giá đấy cũng thấp hơn trên giá thị trường hiện tại. Ngoài ra nữa thì vào tháng 5 năm nay thì GIL cũng có trình đại hội cổ đông là sẽ muốn bán lại tiếp tục là phát hành thêm cổ phiếu với giá là 35.000 một cổ phiếu, trong khi thời điểm đấy thì giá ở mức là 60. Thì những cái điều này nó cũng có thể là những cái rủi ro mà liên quan đến là cái đạo đức của ban lãnh đạo, là liệu là họ phát hành có sử dụng cái đồng tiền của nhà đầu tư có đúng mục đích hay không, hay là họ lại là phát hành thêm để qua đấy là chiếm đoạt tài sản và lừa đảo. Thì những cái thứ này thì chúng tôi cũng không thể nào mà nhận xét được, mà chúng ta đều thấy là cái kết quả kinh doanh của GIL vẫn đang tốt lên, cho nên là thành ra là cái dấu hiệu lừa đảo là chưa thấy, nhưng mà nó vẫn là một cái rủi ro mà quý nhà đầu tư cần phải xem xét khi mà nhận định khi mà đầu tư vào cổ phiếu này. Ngoài ra nữa thì đối với cả việc phát hành thêm thì không phải là lúc nào là cái việc phát hành thêm nó cũng sẽ làm cho giá cổ phiếu giảm, bởi vì do là chúng ta cũng đã thấy là cái năm 2020 là GIL cũng có bán ưu đãi tỷ lệ 21 giá 15.000, và hiện tại thì giá của cổ phiếu đã tăng lên đến là mức là 67,6, cho nên là thành ra là cũng không thể nào chắc được rằng là cái việc là phát hành thêm giá 35 sắp tới thì là nó có làm giảm giá cổ phiếu hay không. Nhưng mà chúng ta có một cái điều cần phải lưu ý, đấy chính là cái việc là cái thời điểm mà phát hành thêm giá cổ phiếu sẽ là cái thời điểm mà cổ phiếu biến động rất là mạnh. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng là nếu như cái việc phát hành thêm này, nghĩa là bởi vì do chúng ta có thể là hoàn toàn là không biết được rằng là ban lãnh đạo của cổ phiếu của ban lãnh đạo của GIL là họ mua bao nhiêu phần trăm trong cái lô phát hành thêm. Thì nếu như mà ban lãnh đạo họ mua nhiều cái cổ phiếu trong đợt phát hành thêm thì họ hoàn toàn có động lực để giữ cho giá cổ phiếu ở vùng tốt. Qua đấy thì là họ sẽ có được hưởng lợi rất là lớn từ cái giá của cổ phiếu. Và nếu mà chừng nào mà họ sau khi phát hành thêm mà họ không bán ra thì giá cổ phiếu vẫn sẽ giữ được ở mức cao, bởi vì do là cái lượng cung cầu nó vẫn sẽ ổn định ở cái vùng cũ trước khi có phát hành. Và đấy là những cái thông tin mà tôi cần lưu ý với quý nhà đầu tư khi mà đầu tư cổ phiếu này. Còn về hoạt động kinh doanh thì không có vấn đề gì cả. Dạ vâng. Và câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư Thái NT, là xi măng nắm giữ 3 tháng được không ạ? Vâng, đối với cả cổ phiếu xi măng thì nếu mà nắm giữ dài hạn hơn thì tôi nghĩ là chúng ta nên cân nhắc hơn. Còn nếu mà nắm giữ trong 3 tháng thì thực ra là vẫn là đang có dấu hiệu là ok, tại vì do là nó liên quan đến việc là đầu tư công sắp tới là sẽ bùng nổ hơn khi mà hết giãn cách. Và chúng ta cũng đã thấy là những cái doanh nghiệp như là HVC thì cũng đã tăng rất là mạnh đợt vừa rồi, và HVC thì là doanh nghiệp về xây lắp. Cho nên là thành xi măng thì cái triển vọng của họ nó sẽ hơi khó hơn so với cả nhóm thép một chút, là tại vì do là cái việc xuất khẩu xi măng nó sẽ không dễ như là xuất khẩu thép. Và ngoài ra nữa thì là cái lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xi măng trong nước của chúng ta thì cũng không có giá vốn quá là tốt so với cả những cái doanh nghiệp ở nước ngoài. Thì đấy là một số cái lưu ý của tôi khi mà đầu tư cổ phiếu xi măng. Nhìn chung là vẫn có thể là nắm giữ được, nhưng mà cần phải xem xét, cần phải theo dõi kỹ hơn thời gian tới. Và ngoài ra nữa thì là trong dài hạn thì cũng không phải là nhóm cổ phiếu hấp dẫn. Dạ vâng. Và sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Mỹ Đinh, đó là chuyên gia đánh giá sao về HSG ạ? Vâng, và trước đấy thì tôi cũng có thấy có một nhà đầu tư hỏi về Hòa Phát, thì tôi sẽ trả lời hai câu hỏi này luôn.
Thì nếu mà đối với cả HZSK thì chúng tôi cũng có làm một số cái số về cái kết quả kinh doanh trong dự kiến trong những cái quý tới, thì khả năng cao là cũng sẽ không được cao như là cái số của quý 1 và quý 2 đầu năm. Thì cái việc đấy cũng sẽ khiến cho là cái giá của cổ phiếu là sẽ không có nhiều động lực mới để tăng trưởng. Và tuy nhiên thì cái rủi ro lớn nhất của cái nhóm Hoa Sen đấy là liên quan đến việc là cái giá của thép cán nóng thì là vẫn là đang ở vùng cao, và cái việc đấy và suy ra là giá tôn mạ nó cũng sẽ cao, thì cái này cũng nó cũng sẽ giúp cho là cái hoạt động kinh doanh của HSG là cũng là chưa là bị quá là ảnh hưởng nặng. Và vì vậy thì là trong dài hạn hơn à nhưng mà trong dài hạn thì chúng ta mới phải lưu ý, còn hiện tại thì cổ phiếu HSG vẫn đang tương đối là rẻ so với cả cái kết quả kinh doanh của họ, và cái kết quả kinh doanh thì vẫn chưa có chuyển biến xấu. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Trần Công Tỉnh đó là KDH hôm nay chỉnh mạnh có tin gì không ạ? Vâng, thì tôi cũng có update cái này với cả bên research, bên phân tích của chúng tôi, thì hiện tại là cái cổ phiếu KDH vẫn chưa có cái gì xấu cả, vẫn chưa có thông tin gì quá xấu mà nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Và chúng ta sẽ thấy là cái đợt giảm vừa rồi là tại vì do là vừa có một cái sóng bất động sản trôi qua, và nó khiến cho là có cái lực chốt lời trong ngắn hạn là xuất hiện. Tuy nhiên nếu mà chúng tôi và nếu mà quý nhà đầu tư thì cũng có thể là theo dõi lại cái chương trình cổ phiếu 360 độ của chúng tôi về cổ phiếu KDH này ở trên YouTube, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là về dài hạn thì cổ phiếu KDH rất là tiềm năng, bởi cái quỹ đất của họ vẫn còn tương đối là tốt và cái hoạt động kinh doanh thì vẫn tăng trưởng. Và cho nên là thành ra là có lẽ là cái việc điều chỉnh này thì không quá đáng lo ngại và quý nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Đỗ Ngọc Minh Châu đó là RE những ngày tới có mua và giữ được không? Đối với cả cổ phiếu RE thì chúng tôi vẫn đánh giá đây là một cổ phiếu tương đối là an toàn và có thể là nắm giữ được. Dạ vâng. Và do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi nữa. Sau đó thì chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Nhâm Trần Thị Minh đó là nhờ chuyên gia đánh giá giúp cổ phiếu FPT DRI ạ. Vâng, cổ phiếu FPT thì rất là giống với cả cái câu chuyện đầu tư mà chúng tôi kể ngày hôm nay. Đấy là một cái câu chuyện đấy là một doanh nghiệp mà có thể là mở rộng, chỉ cần đào tạo thêm nguồn nhân lực và không cần phải tốn quá nhiều là chi phí đầu tư. Và hơn thế nữa thì FPT họ có cái lợi thế cạnh tranh về nhân sự so với cả các công ty phần mềm trên thế giới là rất là nhiều. Và họ lại cũng sẵn sàng là em là một trong những doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi có thể mua được các doanh nghiệp phần mềm nước ngoài về để mà có thể là mở rộng tiếp khách hàng và cũng như là nâng cao cái năng lực tư vấn về công nghệ thông tin cho khách hàng nước ngoài. Và thị trường mà FPT tham gia thì là cũng là một thị trường rất là tiềm năng và rất là rộng mở, cho nên là thành ra đây là một cổ phiếu mà nhà đầu tư có thể là nắm giữ lâu dài được. Còn đối với cả cổ phiếu DRI thì DRI là một doanh nghiệp mà nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là liên quan đến cao su và là công ty cao su Đắk Lắk, thì hiện tại thì là DRI cũng là một doanh nghiệp mà nếu mà nói về hoạt động kinh doanh cao su thì cũng có những cái lợi thế cạnh tranh nhất định về sản lượng cũng như là về công nghệ hay là về cái vị trí địa lý để trồng cao su và về cái tuổi cây. Và ngoài ra nữa thì là đợt vừa rồi thì DRI cũng được hưởng lợi về cái việc là giá mặt bằng nguyên vật liệu là cũng tăng, thì qua đấy là sẽ giúp cho cải thiện kết quả kinh doanh. Và chúng ta thấy là năm 2020 là cái năm mà đáy của lợi nhuận của cổ phiếu, khi mà cả năm thì chỉ đạt có khoảng là 24 tỷ lợi nhuận thôi, trong khi những năm trong quá khứ thì họ là được là 40 tỷ và thậm chí là năm 2017 thì được 144 tỷ lợi nhuận. Và trong update 3 quý đầu năm thì DRI đã vượt được cái năm 2020 rồi, và là lợi nhuận sau thuế của DRI hiện tại là ước tính lũy kế 3 quý thì là nó là vào khoảng là mức là tầm 67, và nếu mà một năm thì có thể là nó sẽ rơi được vào cái là 367 này, thì là cũng là gần quay trở lại được cái vùng kết quả kinh doanh hồi xưa năm 2017. Thì nhìn chung thì một năm là lợi nhuận sẽ được khoảng tầm là hơn trăm, và trong khi là vốn hóa hiện tại là khoảng là 1.200, và cũng có những cái triển vọng nhất định thì tôi nghĩ là của, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy là
DRI cũng là một cái doanh nghiệp sản xuất mà bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cái giá nguyên vật liệu hay là cái giá đầu ra và đầu vào. Thì cho nên là thành ra là cái PE 11 năm nay thì cũng chưa phải là quá là hấp dẫn, nhưng mà cũng có thể là theo dõi thêm được ạ, chứ cũng không đến mức là rủi ro là phải bán. Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng trả lời trong ngày hôm nay đó là của bạn Hải, của nhà đầu tư tên Facebook là Hải Nam, đó là HBC giá nào thì mua được ạ? Dạ, HBC hiện tại thì chúng ta đều thấy là có một đợt tăng nóng vừa rồi, cho nên là thành ra là rất là khó để chúng tôi khuyến nghị là nhà đầu tư là mua ngay lập tức ngày hôm nay. Và cho nên là thành ra là tôi nghĩ là quý nhà đầu tư nên theo dõi thêm cổ phiếu này trong thời gian tới, chứ còn điểm mua hiện tại thì là chưa xuất hiện. Dạ vâng, như vậy là chúng tôi cũng xin phép được dừng chương trình ngày hôm nay. Các câu hỏi còn lại của quý nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ trả lời ở dưới comment sau chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15 giờ thứ hai tuần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.